Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là clip hướng dẫn cách lăn kim từ A đến Z theo cái cách của mình. Thì cái cách của mình đã thành công nhờ cái việc mà các bạn có thể thấy đây là thâm rất là nặng sau khi PTCA mà mình làm đã hơi bị nặng. Thì sau 1,5 tháng là hai lần lăn kim và có bôi kem chống thì nó đã giảm được rất là nhiều. Thì sau đây là cái cách mà mình lăn kim. Hy vọng là cái clip này sẽ giúp các bạn có thể biết được cách lăn kim đúng cách, tại vì mình thấy là có một vài bạn bị lăn kim mà bị sẹo to ra hoặc là bị thâm nám hơn á. Thì hy vọng là cái clip này sẽ giúp được cho các bạn cái cách mà mình có thể lăn kim làm sáng dai hơn nha. Còn với kinh nghiệm của Hoàng thì lăn kim nó không có làm giảm sẹo rỗ, thì nhưng mà tuy nhiên thì nó làm trắng da rất là nhanh á. Thì các bạn có thể theo cái clip này để lăn kim. Ngoài ra các bạn nếu mà muốn mua bộ lăn kim và dùng kem để giảm thâm nám thì các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với Hằng nha.